Truyện nữ thần ở Vân Cát Vân Cát, thần nữ lục Thôn An Thái, xã Vân Cát là một làng nổi tiếng ở huyện Thiên Bản. Đất bằng phẳng, nước trong vắt, cây cối tươi tốt, phong tục chất phát. Trong làng ấy có Lê Thái Công chăm làm điều thiện. Thường ngày đêm đốt hương phụng thờ trời Phật, dẫu gặp khi bận việc, cũng không nhãn quên việc lễ bái. Tính công lại ham làm phúc, Năm 40 tuổi mới có một con trai. Khoảng năm thiên hữu, bà vợ có mang đã quá kỳ sinh nở. Tự nhiên mắc bệnh nặng, cả ngày không ăn uống gì cả. Chỉ thích hương hoa thơm mà thôi. Người nhà ngờ là yêu quái liền mời thầy cúng lễ, nhưng bệnh bà lại càng tăng thêm. Một hôm gặp đêm trung thu, mặt trăng trong sáng như vẽ. Ngoài cửa có một người khăn áo chỉnh tề, nói có thuộc làm cho bà chóng sinh người coi cửa không cho vào. Người khách ấy phủi áo cười mà rằng, ta đây có kế lạ phục rồng trị hổ, xuống đất lên trời, làm sao lại khinh miệt ta quá như vậy? Thái công nghe nói vội vàng mời vào, xem trong tay áo ông khách chỉ thấy có một cái búa ngọc. Vị đạo nhân ấy xỏa tóc bước lên đàn, trong miệng đọc thần chú, lấy tay ném búa ngọc xuống đất. Thái công liền bất tỉnh ngã ra thiếp đi, trong mộng thái công thấy mấy người lực sĩ dẫn ông đi đi lên được một tầng lại thấy cao thêm một tầng trời sắc lờ mờ như bóng trăng nhạt bỗng đến một nơi thành vàng đứng sững cửa ngọc mở toan người lực sĩ thay áo xong cùng với ông đi qua chính lần cửa rồi đứng đợi dưới thềm lúc ấy liếc trông lên đám mây hồng thấy có một vị vương giả đội mũ miệng hai bên có sáu người thị nữ mặc áo màu đỏ tía đứng hầu lại có hàng trăm người cầm hút cầm phách, tố nhạc quân thiệu và múa điệu nghe thường. Trên bàn lưu ly để quả đào vương mẫu, trong bầu mã não đựng thuốc tiên lão quân. Vừa dìm là cống cây báu, chúa động đình dân ly châu. Các thức vật kỳ lạ trong nhân gian chưa từng có bao giờ. Bỗng thấy một vị nương tử mặc áo hồng nâng chén ngọc dân thọ. Nhỡ tay đánh rơi mẻ mất một góc trong bang bên tả có một viên đứng ra tay cầm quyển sổ ngọc biên mấy chục chữ một hồi lâu nghe tiếng như sấm sét nói nhà ngươi chê nơi thiên đình này sao sau đó hai viên sứ giả và một lũ thì nữ dẫn nương tự ấy do cửa nam đi ra có người mang kim tự bài đi trước trên các bài ấy là chữ sắc dáng trong có hai chữ nam dưới là chữ khuyết còn những chữ khác trong xa không rõ. Thái Công hỏi lực sĩ rằng, Nương tự ấy là người nào, duyên cớ làm sao? Lực sĩ nói, Đó là đệ nhị tiên chủ Quỳnh Nương, chuyến này tất bị trích xuống trần gian vậy. Khi ấy có một người đi qua, quở rằng, Kẻ này ở đâu dám đến đây làm lộn nhộn chốn thiên cung? Lực sĩ trả lời rằng, Tôi là ngũ lôi thần binh, đứng chờ đây đợi lệnh. Nói xong liền kéo ông về. Khi ông dần dần hồi tỉnh thì bà vợ đã sinh ra một con gái rồi. Đêm ấy có hương lạ thơm nức ở trong nhà. Đêm lành soi vào cửa sổ. Họ đến vì đạo nhân thì đã biến đâu không thấy nữa. Cả nhà cho đạo nhân có phép thiên, ai nấy đều cảm động. Thay nhân nghĩ rằng thần vừa báo mộng là vị tiên nhân Giáng sinh, bèn đặt tên con là Giáng Tiên đến khi lớn, da trắng như sáp động, tóc sáng như gương soi, lông mày cong như mặt trăng mới mọc, mắt long lanh như sóng mùa thu. Cổ nhân có câu rằng, ví với hoa là hoa biết nói, ví với ngọc là ngọc có hương. Câu ấy có thể hình dung sắc đẹp của dáng tiên vậy. Hàng ngày chú tiên ở một mình trong nhà, đọc sách tập chữ, về nghề âm luật lại càng tinh thông thổi ống tiêu gãy đàn không khác gì tương phi và lộng ngọc. Trong những lúc nhàn hạ cảm thấy hoa xuân tươi tốt, oanh yến liếu lo, cánh hè sáng sủa, sen lựu đua nở, mùa thu trong sáng như gương, mùa đông tuyết trắng như thủy ngân, đối cảnh sinh tình. Nàng liền lấy bút mực soạn bài từ bốn mùa, phổ vào đàn sáo để di dưỡng tính tình. Kỳ nhất Xuân Từ Xuân Từ Hoa, Ái Khí Vi ái nhật trì đào hoa hàm tiếu liễu thư mi điệp loan phi tùng lý hoàng oanh hiển hoảng lương đầu tử yến nam ni hiệu đảng xuân khuê bất tự trì chuyết tân kỳ hữu điệu xuân quang nghĩa là bài từ về mùa xuân mùa xuân cảnh như vẽ bóng mặt trời sáng dịu yêu ngày dài hoa đào ngậm cười mày liễu đua tươi bươm bướm bay hoài chim yến hoác liếu lo trên xà nhà con oanh vàng nói mỉa mai trong bụi cây lai lắng vẽ tình xuân người ở trong buồn khuê không sao cầm lòng đặng viết ra bài từ mới này kỳ nhị hạ từ càng khôn tăng trước uất áo thảo lý thanh oa náu, chi đầu hàng thiền táo thanh thanh đổ vũ não á á hoàng ly lão tầng tương cáo Xuân chữ kim quy hệ như hà hảo Giá ban cảnh sắc Thêm khởi nhất phiên liều liệu Hạnh chúc dung quân cổ nhất Khúc nam huân tháo Thân tống hà hương đáo Tiền phiên thương tâm Tùy phong tận tảo Hữu điệu cách phố liên Nghĩa là Bài từ về mùa hạ Trời đất thêm phần nắng hanh Ít kêu trong cỏ Vê kêu trên cành quốc quốc tiếng đổ vũ ríu rít tiếng hoàng oanh giường bảo nhau chúa xuân về rồi luống xuân tình cảnh sát giường kia ngao ngán chỉ treo mình mai sau thần chúc dung gãy một khúc nam huân hương sen thoảng đến bất tình lình một trận gió quét sạch nổi bất bình kỳ tam thu từ thủ diện phù lam sơn tước ngọc kim phong tiễn tiễn sao hàng trúc lưu hoa vạn lý bạch y y thu sắc sương ngưng hồng nhiễm lục quánh triệt thềm cung nga độc túc giao dai độc bộ thu hoài xúc bất như kính lai ly hạ cúc hương hoa nhàn tọa phú độ đàn nhất khúc hữu từ bộ bộ thiền nghĩa là bài từ về mùa thu nước nổi màu lam núi dũa ngọc gió thu hiu hát khua cụm trúc lau lách trong xa trắng sáng người cây động màu sương hồng chen lụt trăng sáng hằng nga ngủ một mình dạo bước thềm hoa tình thổn thức sau bằng đến thẳng bên dầu cúc thảnh thơi hưởng hương thơm ngồi gãy đàn một khúc kỳ tứ đông từ huyền minh bá lệnh mãn quang sơn hồng dĩ nam hoàng nhãn dĩ nam hoàng sóc phong lẫm liệt tuyết mang mang biến ỷ lan can huyện ỷ lang can ủng lô thượng nhĩ giác thanh nhang tọa chẩm năng an ngoạ chẩm năng an khởi quan cô dịch lạc trần gian hoa bất tri hằng nhân bất tri hàn hữu từ nhất tiễn mai nghĩa là bài từ về mùa đông thần huyền minh giữ lệnh mùa đông về nam lũ lượt chim nhạn chim hồng gió bất hiu hắt tuyết ròng ròng đứng hiên chờ đợi tựa hiên ngóng trông sưởi lồng ấp còn lạnh như đồng ngồi không yên lòng nằm không yên lòng dậy xem hoa mai rụng khắp vùng hoa chẳng lạnh lùng người chẳng lạnh lùng một hôm thái công đi qua trước sân vẫn nghe tiếng đàn thanh tao nhưng đường vẻ u buồn ngỡ là duyên nợ chi đây thái công tỏ ý buồn phiền liền cho con gái nhận trần công làm nghĩa vụ trần công thuộc dòng dõi nhà trần về ở quê mẹ nên ngủ cư ở đó thái công làm một cái lầu ở trong vườn hoa của trần công cho con gái sang ở bên ấy cách tường có một nhà quan tuổi đã muộn chưa có con một hôm khi đi bách bộ thưởng trăng ở trong vườn hoa bỗng gặp một cậu bé ở dưới cây bích đào đem về nhà nuôi và nhân đó đặt tên là đào lan đến nay đã lớn vào tuổi trưởng thành thấy người con gái thái công nói năng nết na tư chất khác thường đào lan có ý xin làm rễ hai ông cũng mừng là người đồng hương bằng lòng gả cho nhau sau khi làm lễ cưới giáng tiên về nhà chồng thờ cha mẹ chồng rất có hiếu đối với chồng giữ lễ thừa thuận như người thuộc nữ trong thơ quan thư Năm sau sinh con trai, năm sau nữa sinh con gái. Ngày tháng thấm thoát đã ba năm. Ngày mùng ba tháng ba, tiên nữ tự nhiên không có bệnh gì mà mất. Xuân xanh mới hai mươi tuổi. Thái công, trần công và nhà đạo lan rất thương buồn, tống tán cẩn thận. Nói về tiên nữ, từ khi về chầu trời, vì trần duyên chưa hết, tơ tình còn vướng víu cho nên những khi hầu chầu nơi ngọc lâu, hay hội yến giao trì thường thường châu mày rõ lệ các nàng tiên động lòng ái ngại tâu lên thượng đế thượng đế phong làm liễu hạnh công chúa và cho trở xuống trần gian tiên chúa về đến làng cũ thì đã đến ngày kỵ năm thứ hai khi ấy lão bà thương nhớ con đến nơi phòng cũ của con chỉ thấy gió cuộn rèm bóng nắng soi vào cửa sổ ống tiêu mọt nhấm đàn ngọc nhện chăng màn hóng phủ kính thơ đề vách, chuột dạ nhảy đổ chén trên bàn. Đồ dùng xưa còn đó, con thì ở đâu, càng trông càng nhớ đến người. Lão bà khóc lóc thảm thiết ngã vật xuống đất. Tiên chúa vội ôm lấy mẹ mà rằng, con đây, mẹ đừng than khóc nữa. Lão bà hồi tỉnh trừng mắt nói, con của mẹ ở đâu đến, chả lẽ con vẫn còn sống à? Tiên chúa lắc đầu, nước mắt ròng ròng, Thái công Trần Công và người Anh đều chạy đến, vừa sợ vừa mừng. Tiên Chúa lạy và khóc nói, Con là người bất hiếu, làm lụy đến cha mẹ, không phải là con không muốn ở lại để hầu hạ cha mẹ, nhưng vì cơ trời không biết, số mệnh đã định, xin đôi bên cha mẹ nén lòng thương xót, để cho con bớt được tội lỗi phần nào. Tiên Chúa ngoảnh lại dặn dò người Anh trong nôm bề thân, nói xong liền muốn từ biệt trần công thái công khóc giữ lại mà rằng từ khi con bỏ trần gian cha mẹ thương phiền vô hạn nay con lại về đây thì cứ ở đây sao lại từ biệt một cách vội vàng như thế tiên chúa nói con ở đệ nhị tiên cung vì có lỗi bị đày xuống trần nay từ biệt kiếp trần lại đến hậu nơi đế đình chỉ vì nhớ công cha mẹ tạm về thăm hỏi dẫu rằng ba hồn còn đó nhưng chính phách đã mất không thể nào ở mãi trần gian cha mẹ có âm công đã được ghi vào số tiên sau này tất được đoàn tụ xin đừng lo ngại nói xong tiên chúa biến đi đâu mất nói về đào sinh từ khi vợ chết chàng mang theo con vào kinh đô ở một mình trong phòng bỏ cả việc học hành lúc đứng lúc ngồi không lúc nào là không đeo nổi u sầu một hôm vào tiết đầu thu cảnh sát tiêu điều mưa rơi rả rít dưới thềm tiếng gió thổi vào lá chuối rào sạc cảnh vật nơi đất khách quê người nỗi niềm lại càng thêm bi thiết đào sinh ôm con ngồi ngâm hai bài thơ tứ tuyệt rằng kỳ nhất trần kiếp ta hề lãng thử sinh tiền duyên ám tưởng bất thăng tình đương niên tư mã cầu hoàng khúc biến tác ly loan biệt hạt thanh kỳ nhị cô sầu khách để bất thành miên huống thị thê phong khổ vũ thiên thiên nhược hữu tình ưng niệm ngã mặc giao phong vũ quá sông tiền dịch thơ bài thứ nhất trần khiếp than ôi luống những sầu duyên xưa nhớ lại nghĩ càng đau cầu hoàng khải khúc đàn tư mã hạt lánh loan chia bởi tại đâu bài thứ hai buồn tên quán trọ ngủ không yên gặp lúc mưa tuôn gió thổi phiền trời nếu có tình nên nghĩ lại đừng đưa mưa gió đến liên miên ngâm xong con đã ngủ say sinh liền gọi người vú bế con đi ngủ xong rồi chàng ngồi xếp bằng tròn suy nghĩ lửa phiện như bốc cháy bỗng khí lạnh từ đâu đưa đến ngọn đèn nửa sáng nửa mờ, lại nghe có tiếng gõ cửa rất kiếp. Sinh mở cửa ra nhìn thì là tiên chúa. Sinh vừa kéo áo vừa khóc mà rằng, tiện sinh này có phúc được gặp tiên, sinh đẻ con cái, gia đình sum họp, ngờ đâu giữa đường chia phôi, phượng loan gãy cánh, chăn đơn gối chiếc, tịch mịch nhường nào. Nay tiện sinh xin đi theo để thỏa tấm lòng khao khát. Tiên chúa lấy tay áo che mặt nói, Lăng quân nói sai rồi Từ đời xưa ai chẳng chung tình Nhưng không nên say đắm hồng phấn mà quên chí thanh vân. vả lại trên còn có cha mẹ Dưới còn có con thơ Sẽ trông cậy vào đâu Sinh nói Tiện sinh không phải là không biết tự giữ gìn lấy hơi tàn Nhưng chỉ e vì buồn rầu về nỗi thương con nhớ vợ Không chắc gì có sống ở đời được Tiên Chúa nói Thiếp là tiên nữ trên thiên cung, chàng cũng là ngôi sao ở tòa thượng đế. Duyên đôi lứa chúng ta đều do tiền định, nhưng ân tình chưa trọn, ân ái chưa đầy. Vài chục năm sau lại sẽ nối duyên cũ, chàng đừng nên quá thương tâm. Nói xong vợ chồng lên phòng ngủ, tiên chúa hết lời khuyên chồng về đào tu thân tị gia. Đến gần canh năm, tiên chúa dậy mặc áo, bảo sinh rằng, Cha mẹ thiếp ở nơi cố hương rất có ý trông mong vào chàng. Chàng nên thường lui tới thăm hỏi thay thiếp sớm chiều. Không nên nhãn quên tình con rể. Nói xong vụt lên không đi mất. Từ đó tung tích như mây nổi lưng trời không nhất định ở đâu cả. Có khi giả làm gái đẹp thổi ống tiêu ở dưới trăng. Có khi hóa làm bà già tựa gậy trúc ở bên đường. Người nào dùng lời bẩn cợt tất bị tai vạ. Người nào mang lễ cầu đảo tức được phúc lành. Tất cả của cải tiền bạc tơ lụa mà người ta dân đều mang về nhà cho cha mẹ dùng. Ít lâu cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi kế tiếp mất, năm sau đạo sinh cũng mất. Con cái của tiên chúa đã đến tuổi thành niên, trong lòng tiên chúa không còn vướng vít gì. Từ đó mới đi chu du thiên hạ, tìm nơi danh thắng, đem cảnh núi non làm cảnh tiên gia. Đến đất Lạng Sơn, thấy bên núi có một ngôi chùa phong cảnh hữu tình, hàng ngàn ngọn thông cao vút, nhiều khóm lan tươi tốt um tùm, hạt ngầm hoa, vượng cúng quả, bia xanh rêu lấp, tượng Phật bụi mờ, ít có người đi lại vãng cảnh. Tiên chúa sau khi thăm chùa liền ngồi lên ghế, đặt ở dưới ba cây thông, gãy đàn cầm hát rằng Cô Vân Lai Vãng Hề Sơn Thiều Nghiêu ưu điểu xuất nhập hề lâm yêu kiều hoa khai mãn nhạn hề hương phiêu phiêu tùng minh vàng hát hề thanh tiêu tiêu tứ cố vô nhân hề quýnh trần hiu phủ đàn trường khiêu hề độc tiêu dao hu ta hề sơn lâm chi lạc hề hà giảm linh tiêu nghĩa là đám mây bay đi bay lại trừ núi cao ngất chim đàn lượn ra lượn vào trừ rừng um tùm hoa nở đầy bờ trừ Hương thoang thoảng, thông reo muôn hàng chữ tiếng rào rào, Bốn mặt vắng tanh trừ cách bụi trần, gái đàn ca hát trừ tự ý tiêu dao, Thang ôi trừ cái thú sơn lâm trừ, kém gì trên cung mây. Hát xong chợt nghe ngoài đường có người sướng rằng, tâm một xâm đình tọa trước hảo hệ nữ tử. Tiên chúa ngước mắt lên nhìn, thấy một người chích khăn nhà nho Mặc áo rộng, cưỡi con ngựa tốt, có mấy chục người đi theo, có cờ tiết mau đi trước. Chúa liền ứng thanh đối rằng, trùng sơn xuất lộ, tẩu lai sứ giả lại nhân. Người ấy xuống ngựa nói, nàng là người ở đâu lại có tài thông minh như thế? Tiên Chúa tay trỏ vào trong núi nói, tôi là người ở trong núi này. Người ấy lại xứng rằng, sơn nhân bằng nhất kỷ, Mạc phi tiên nữ lâm phàm tiên chúa lại ứng khẩu đối rằng văn tử đới trường cân tất thị học sinh thị trướng người ấy nghe xong vội vàng vái chào ngẩng đầu lên thì chẳng thấy có ai nữa tìm lùng khắp cả trong chùa không thấy tung tích gì chỉ thấy cây gỗ mộc ngã ngang đường nhận kỹ ra có bốn chữ mạo khẩu công chúa trên cây mộc có lập một bản treo ghi rằng băng mã dị tẩu Người đi theo ông hỏi ý nghĩa câu đó. Ông nói, Mạo khẩu công chúa lại thêm chữ mộc, nghĩa là liễu hành công chúa vậy. Còn như chữ ghi băng mã dị tẩu, nghĩa là đợi ta họ phùng. Họ phùng là phùng khắc khoan, khởi công vậy. Chấm băng lên chữ mã là chữ phùng, chữ dĩ ở trong chữ tẩu là chữ khởi. Mọi người đi theo nghe lời ông cắt nghĩa đều lè lưỡi lấy làm lạ. Ông liền gọi các phụ lão ở nơi sân trang ấy, giao cho một khoản tiền để tu sửa chùa và đề một câu thơ ở hành lang bên tả rồi ra đi. Thơ rằng Tùng lâm tịch mịch Phất nhân gia Nhân đứng bên chữ Phất là chữ Phật Nghĩa là rừng rậm tịch mịch có nhà Phật Bỗng nghe có người ngoài núi hát sổ khúc nhiễu vân nhân bất kiến mãn tiễn sơn tắc bích ta nga nghĩa là mấy khúc ngừng mây người chẳng thấy đầy trời sắc biết núi xanh rì từ đó về sau tiên chúa hành tuôn không định vần mưa cởi mây chơi trăng cợt gió tất cả sông lớn chùa tháp danh thắng ở các nơi không chỗ nào là không có bút tích lưu đề sau lại có ý luyến mộ nơi phồn hoa tiên chúa trở về Đông Kinh, thường đi lại đất Trường An, các nơi Huệ Nhai, Báo Thiên, Hoàng Đình, Đông Tân, không ngày nào là không lui tới. Người thường không biết đâu mà lường tung tích được. Khi ấy, quan thị giảng Hòa phùng đi sứ Bắc Quốc mới về, giữ việc bộ lại, việc quan bận rộn, chí tờ trồng chất, suốt ngày không được lúc nào thư thái, bỗng nhớ đến những nơi danh thắng mà khi sứ trình đã đi qua như hồ động đình lầu hoàng hạc lầu nhạc dương sông xích bích trước kia phóng khoáng như thế nào ngày nay phiền nhiễu như thế nào nhớ đến câu thơ của sầm lâu nói xoa lạp duyên hồ vinh bội ấn tăng ma hí giả thắng phong hầu nghĩa là mặc áo tơi đội nón dạo chơi xung quanh hồ vẻ vang hơn đeo ấn dâu gai mọc đầy ngoài đồng nội, gẫm thú vị ấy còn hơn được phong hầu. Ngẫm nghĩ câu thơ ấy liền nảy ra ý tưởng tìm một cuộc nhàn du cho khoai khỏa tinh thần. vùng liền đeo túi thơ, mang bầu rượu cùng với hai bạn thiếu niên là cử nhân họ ngô, tú tài họ lý đi bè đến hồ Tây. Hôm ấy gặp ngày đầu hè, sắc trời sáng sủa, ba người đi qua một dải vườn thượng lâm, trải nhiều nơi hoang đình thủy tạ, gió mát thoảng đưa hương sen thâm nước. Bỗng chốc đã đến bờ hồ Tây, Lý Bảo Phùng rằng, Ngài học giàu năm xe, tài cao bảy thước, nay gặp lúc trời quang cảnh đẹp, lại không có thi hứng sao? Phùng liền ngâm rằng, Danh lợi bông ba, nhất phiến trần, Tây hồ thốn bộ, hốt nhàn thân, bồng lai phương trượng giai hư huyễn thủy tính tiên phàm tổng tại nhân dịch thơ danh lợi bon chen một cuộc đời tây hồ phóng bộ thảnh thơ chơi bồng lai phương trượng đều hư huyễn tiên tục chẳng qua chỉ ở người ngô nói lời ngâm rằng oánh nhiên phương thốn tục trần vô bao quát càng khôn nhất họa đồ tế nguyệt quan phong tùy sái lạc một trung hạ xứ bất tây hồ Dịch thơ Trong lòng quyết sạch bụi trần nhơ Bao quát càng khôn một họa đồ Trăng sáng gió trong tùy hứng thú Đâu đâu chẳng phải chốn tây hồ Lý cũng ngâm rằng Hoa nghinh khách điếm liễu nghinh thuyền Tận nhật tây hồ tận túy miên Tỉnh khởi thi đàm kinh tứ tọa Thử thân ưng thị trích thần tiên Dịch thơ hoa chào điếm khách liễu chào thuyền suốt tháng tây hồ ngủ liên miên tỉnh dậy bàn thơ kinh khắp chốn thân này có lẽ tiểu thần tiên sau khi thưởng thức phùng công nói tứ thơ của ngô huynh thanh kỳ tứ thơ của lý huynh phóng vật khí tượng hai đại huynh dậu có khác nhau tóm lại đều là tuyệt diệu thật là thiên tài vậy ngô và lý nói Tứ thơ của lão đài thâm trầm lỗi lạc chính là phong cách đại gia. Chúng tôi là hàng hậu bối bắt trước chưa nổi. Chỉ thêm trò cười bán nước ở đầu sông mà thôi. Có đâu xứng đáng với lời quá khen của ngài. Dù vậy cung quản dẫu xa, cành quế thì gần. Nàng hàng Nga có lẽ cũng để bụng yêu đến kẻ si tình vậy. Ba người nhìn nhau cười ầm lên rồi lại cứ lần theo bờ hồ mà đi. Nhìn xem phong cảnh chợt thấy thấp thoáng dưới bóng rặng cây hòe ở đằng xa ló ra một tòa tửu lâu làng hoa khuất khúc trúc mọc lơ thơ trước quán có treo cái biển đề bốn chữ tây hồ phong nguyệt thật lớn bên cửa viết hai câu đối đỏ rằng hồ trung nhàn nhật nguyệt thành hạ tiểu càng khôn nghĩa là ngày tháng tiêu dao trong bầu rượu vòng trời đất nhỏ hẹp ở dưới thành trong cửa màn thê lấp loáng có một mỹ nhân tươi trẻ mặc áo đỏ, đứng tựa trước cửa sổ. Lý sinh tiến lên chào hỏi rằng, Lâu đài chúng này là lâu đài gì? Bọn chúng tôi quá chân vào nhầm chốn bồng lai. Muốn mượn nhờ quý trang làm nơi thắng hội lang đình. Không biết chốn tiên cung có dung trần tục chăng? Mỹ nhân nói, Đây là quán hàng mới của liễu nương vậy. Các ông đã là người thi tử, ngồi chơi chốc lát có hại gì. Nói xong liền sai thị nữ cuốn màn cửa sổ, ba người nghiêm chỉnh bước vào, ngồi ở dưới cửa sổ phía nam, uống rượu nói chuyện, nhận thấy cảnh vật rất là trang nhã. Trước thềm chim anh võ học nói, trong hồ đó hoa sen thoáng thơm, trên tường có thơ đề và treo nhiều bức cổ họa. Lý sinh đưa mắt nhìn thấy phía tường bên đông có bài thơ tứ tuyệt đề rằng, Điểm phương môn nội chiếu minh nguyệt Thời chính nhân bàn lập thổ khuê Khách hữu tam tinh câu nguyệt đới Huệ nhiên nhất mộc lưỡng nhân đề Lý ngoảnh lại bảo Phùng rằng Ông có rõ nghĩa câu thơ này chăng? Phùng ngẫm nghĩ làm như là không hiểu Lý bèn đem bốn câu tứ tuyệt ấy Đoán chiếc tự thành chữ rằng Điểm phương nhàn nghĩa là Điểm đương rủi Thời chính giai nghĩa là thời rất đẹp khách hữu tâm nghĩa là khách có lòng huệ nhân lai nghĩa là mời đến chơi khi chiếc tự xong nhân lúc tự hứng lý hướng vào trong bình phong nói to lên rằng chủ nhân đã có lòng tốt mời khách đến chơi nay khách quý đầy nhà ha lại không tặng cho chút vật gì à nói vừa dứt lời đã thấy thị nữ mang một bức hoa tiên nói Chủ nhân tôi nghèo không có gì kính tặng, nay có đầu đề bài thơ dâng đến để giúp tự hứng. Nếu các quý khách không tiếc lời vàng ngọc, thì cũng là một cuộc đàm thoại hay nhân kỳ gặp gỡ này vậy. Lý Sinh vội vàng tiếp lấy tờ Hoa Tiên, xem ra là đầu đề thơ bài luật là Tây Hồ Quang Ngư. Lý liền ứng khẩu nói, xin vân mệnh, xin vân mệnh. Phùng nói tiếp, đã nhận nhà ý của chủ nhân chúng tôi xin lập tức liên ngâm. Chỉ hiền tài mọn thơ kém, muốn có điệu dương xuân của chủ nhân dẫn đầu cho. Thị nữ bước vào trong nhà, liền lấy ra một câu rằng, Tây hồ biệt chiếm nhất hồ thiên. Lý liền nối ngâm rằng, túng mục kiền khôn tận khoát nhiên, cổ thụ nhiễu trang thanh mịt mịt, phùng ngâm, kim ngưu khoác thủy lục quyên quyên sinh nhai hà xứ sổ gian ốc ngô ngâm hoặc kế tùy gia nhất chích thuyền cách trúc sơ ly văn khuyển vệ lý ngâm phanh trà bại bích thấu trụ yên khinh khinh quế trạo thứ trung đẳng phùng ngâm đoạn đoạn xoa y thân thượng xuyên phản phất động đình du phạm lãi ngô ngâm y hi bích hán phím trương khiên thiên tầm hiệu đảng am thâm thiển lý ngâm tứ cố vi mang điệt hầu tiên ải nải vắng lai hồng liễu bạn phùng ngâm âu a xuất nhập bạch lư biên sa trung hiệp hí vong cơ lộ ngô ngâm vân ngoại nhàn khang xuất tính duyên, kỷ khúc thương ca văn thủy quốc lý ngâm nhất sông bạch nhãn ngạo trần huyên giao đầu đối thoại y hà cái phùng ngâm thân thủ tương chiêu hí kiếm tiền lạp phóng liên giang tàn thái nộn ngô ngâm lam trần thủy để dưỡng ngư tiên hoặc tương đạm tử hoa tùng trước lý ngâm thời chấm trường cao liễu ảnh miên tuy hậu linh tinh phao thủy diện phùng ngâm dục chư hiệu liễu bộc phong tiền an hoa mục tử thân bằng kết ngô ngâm thượng uyển tiều phu cựu ước kiên bảo tất tự ngô quan bản thế lý ngâm thám hàm tiếu bị một long uyên võng sơ mũi tị thế đồ hiểm phùng ngâm câu trực tu tương lợi nhĩ huyền hàng chữ hạ lai do ái nhật ngô ngâm trường an đông tận vị tri niên tam công khẳng bả yên hà hoáng lý ngâm bán điểm ninh dung tục lự khiên vị thủy nhậm phụ văn bá bốc phùng ngâm đạo nguyên hảo phỏng vũ lăng duyên văn chung xạ giác tâm vi phật phùng ngâm chưa dứt lời thấy trong lầu có người ứng thanh ngâm rằng đắc nguyệt ưng tri ngã thị tiên nghĩa là hồ tây riêng chiếm một bầu trời phong cảnh xa nhìn tự thảnh thơi cây cỏ quanh nhà lá xanh biếc trâu vàng đầm vụng nước trắng ngời vài gian nhà lá đủ nương nấu, một chiếc thuyền con tìm sinh nhai, nấu trà vách nát khói nghi ngút, cách dậu phân thưa chó sủa hoài, chèo quế tay cầm nhẹ nhẹ đẩy, áo tơi mình khoác thừa khoan thai. Vãng cảnh động đình kia phạm lãi, cưới bè trương khiên vượt khắp nơi, nghìn tầm mông mênh sâu nông rõ. Bốn mặt mịt mờ nổi chơi vơi, mái chèo đưa đẩy lau lách lướt, tiếng hát hồ khoan số vẹt trôi. Bạn cùng cò cốc trong bãi cát, nhìn xem diều hâu ngoài bể khơi, mấy khúc hát hay vang mặt nước, một đôi mắt trắng ngạo người đời. Tiền bằng lá súng hái lại hái, lòng đội lá sen lời nối lời, thả nón mặt hồ rau chặn héo, dìm giỏ dưới nước nuôi cá tươi, chút rượu trong hoa xoay túy lý, gối chèo bóng liễu nằm nghỉ ngơi say rồi vứt giỏ trên làn sóng, tắm xong cởi khố ra nắng phơi. Mục tử gã kia là bạn hữu, tiều phu hẹn trước luống hôm mai. Móc hàm rồng kẻ tham châu ngọc, ôm đầu gối ta chờ sò trai. Lưới trời thưa thế mà không sót, lưỡi câu thẳng nào chịu mất mùi. Trời đã sang hè, nắng vẫn thích, đông dù đã hết, năm còn dài. Phú quý sao bằng thú trăng gió, Thanh cao không nhuộm bụi trần ai Sông vị thủy không tin lời bói Bến đạo nguyên mong được trùng lai Chuông rung bỗng tưởng lòng là Phật Trăng dội ta là tiên chứ ai Ba người đều khen rằng bài thơ liên ngâm này có câu kết hay thật Có câu kết hay thật Đường lúc cao hứng tán thưởng với nhau Chợt thấy ở ngoài lầu có một người đánh cá Đi chân đất đầu trần quần cũ áo ngắn tay cầm giỏ trúc trong có ba con cá lớn trông về phía mặt trời lặn vừa đi vừa hát rằng ngã chu trung hồ dậu hề nhị điếm trung tinh liễu hề thùy tri chim bốc đạo hề nghĩa là bầu rượu ở trong thuyền ta trừ giỏ cá ở trong điếm nàng trừ nào ai biết phép bói toán trừ vùng lắng nghe không hiểu ý ra sao lý sinh nói có lẽ người kia có bí thuật quân bình chăng? vùng còn đang nghi ngờ, chợt thấy trong lầu có một thị nữ mặc áo xanh mang một hồ rượu đưa biếu người đánh cá. người đánh cá nhận lấy không nói năng gì, treo cá ở ngoài lầu rồi đi. thị nữ mang sâu cá ấy vào trong lầu, chưa đầy nửa khắc đã làm xong cá gỏi đem ra. ba người đương thỏa thuê về hướng rượu ngon nhắm tốt, thì thấy một mỹ nhân mặc áo hồng dịu dàng bước ra, ngồi xuống ghế nói được các vị văn nhân quá bộ lại chơi, gọi là có một món ăn nho nhỏ, tỏ lòng cảm tạ thịnh tình. Ngô sinh nói, chúng tôi tự tiện đến chỗ tôn nghiêm này, rất lấy làm sợ hãi và hổ thẹn. Lý sinh nói, khúc hát của người đánh cá rất là khó hiểu, xin mỹ nhân dạy rõ ý nghĩa cho chúng tôi được biết. Mỹ nhân cười mà rằng, câu hát ngông ấy có gì khó hiểu đâu. Chữ hộ dậu là nói trong hồ đã hết rượu vậy. Chữ tinh liễu là nói trong giỏ của ta không có cá vậy. Còn câu cuối, chữ chim bút chỉ là ngụ ý sự bói toán ở trong kinh dịch mà thôi. Ba người nghe nói than rằng, nàng có lẽ là người trời chăng, sao mà linh tuệ đến thế? Mỹ nhân nói, các ngài bụng chứa gấm vóc, miệng phun châu ngọc, thật là đáng kính sợ. Vừa rồi tôi ngẫu nhiên nghĩ ra một vế câu đối, xin các ngài đối cho. Đối xong, chào ba ông khách trở vào nhà trong, ba người liền nhân lúc có trăng ai về nhà nấy. Vài tháng sau, trở lại chỗ cũ thì chỉ thấy hồ nước mênh mông, chẳng có lâu đài nhà cửa gì cả, to nhỏ chỉ nghe tiếng ve sầu kêu ve ve ở trên cây hòe mà thôi. Ba người trải chiếu dưới bóng cây ngồi chơi Chợt thấy thân cây Có hai hàng chữ triển rằng Vân tác y thường Phong tác xa Tiên du đâu suốt mộ yên hà Thế nhân dục thức ngô danh tính Nhất đại sân nhân Ngọc Quỳnh Hoa Nghĩa là Lấy mây làm xiêm áo Lấy gió làm xe Buổi sáng đi chơi vùng trời đâu suốt Buổi chiều ngao du nơi mây khói Người đời muốn biết họ tên của ta ta đây là người tiên trên trời, tên Quỳnh Hoa. Chữ nhất và chữ đại tức là chữ thiên, chữ nhân đứng và chữ sơn tức là chữ tiên. Lý sinh nói, Xem ý câu thơ này, khi phách không phải là người tầm thường, chuyến trước chúng ta được gặp gỡ chắc là thiên tiên, thật là hân hạnh lớn vậy. Phùng công gật đầu, nhân đem chuyện năm trước khi đi sứ qua núi về mạng Lạng Sơn, có gặp tiên nói cho hai bạn nghe, ngô sinh ngậm ngùi nói câu thơ của lãi đạo trước cho thần tiên là hư huyễn nay mới tin việc la thập tăng nhụ ngày xưa không phải là hoang đường trò chuyện xong ba người cùng về lòng đầy tiếc rẽ và mong có dịp gặp lại tiên chúa lại nói về tiên chúa khi rời hồ tây lại đến làng sóc ở nghệ an về bên đông rừng sóc có một dải rừng đào núi vòng phía nam khe bọc phía bắc có cảnh sơn thủy đẹp. Gặp cảnh mùa xuân tháng 2, cây nào cũng nở hoa, rất đáng yêu. Tiên chúa ngồi dưới bóng cây lau, kệ bên hoàng đá trắng ngồi chơi. Nhìn xem phong cảnh, thấy hoa rơi mặt nước, nước biếc hoa hồng, ánh sáng lấp lánh, không kém gì cảnh đẹp đào nguyên. Chỉ thiếu có chàng ngư phủ hỏi đến mà thôi. Tiên chúa đi bộ đến bên suối nhặt hoa chơi, bóng chiều đã xế, quả già kêu vang. Bỗng thấy chân núi có một thư sinh trẻ, tư cách thanh kỳ, nghi dung nhàn nhã, đi sang phía thôn Tây. Tiên Chúa đứng xa bảo người thư sinh ấy rằng, Thiếp đai nhân quá bước xem hoa, lạc đường muôn đến trọ nhà ông một đêm, xin đừng câu nệ thế tình. Người thư sinh ấy ngờ là con gái trăng hoa, nên vợ không nghe thấy, xạo bước đi nơi khác. Người thư sinh này nguyên là chồng trước của Tiên Chúa. Chỉ vì khi trước ôm mối sầu mà thác, nay lại thác sinh ở nơi này. Lúc ấy thư sinh mới đến tuổi thành nhân, chí khí khác người, có tài tựa vào mình ngựa làm thơ, có dáng đẹp khiến con gái yêu vất quả. Nhưng không may cha mẹ mất sớm, lại không có anh em, chưa lấy vợ, nghèo khổ hết mức. Ngày hôm ấy chàng đi học về, chợt gặp tiên chúa, chàng bản tính nghiêm nghị lại không rõ duyên trước nên từ chối lời xin trọ của tiên chúa. Một hôm thư sinh đi chơi, thấy một cây đào ở bên đường có bức hoa tiên đệ một bài thơ rằng Diệm chất thiên nhiên bất giả tài, phương tâm trinh thủ kỹ niên lai, khởi dung trần tục đẳng nhàn kiến, trực đại xuân quân thứ đệ khai. Tô nữ tương tri trường ngã chiếu, phong di truyền tính vị thùy môi, Tảo tri lưu thủy vô tình luyến, mà khiển phi hồng trục khách bôi. Dịch thơ Chất tốt thiên nhiên chẳng phải trồng, lòng trinh gìn giữ đã bao đông, người phàm xá kể nơi trần tục, hoa nở còn chờ ngọn gió đông. Tố nữ biết nhau soi bụng rõ, phong di đưa mối với ai cùng, sớm hay nước chảy không lưu luyến, chẳng để hương bay bén chén đồng. Thư sinh xem xong càng thêm trọng nghĩa mến tài, bèn thở than rằng, sức bút đều đặn, lời thơ tươi đẹp, không ngờ trong thế gian lại có tài nữ giường này, dẫu di an và thuộc chân sống lại, cũng chưa chắc là ai hơn ai kém vậy. Nói xong, liền hòa vần để ngay bên cạnh bài thơ trước rằng, tạo kiến giao trị điện ngoại tài, như hạ tiên chủng lạc trần lai, mãn tiền phàm thảo nhàn vô ngữ, độc bạn u lăng không từ khai, huyền quảng phong quang ưng thủ tiếu, chu vuông cường lãng cảm thông môi, tương phụng lâm hạ tăng trụ trướng, dục túy la phù nhất tử bôi. Nghĩa là vừa rồi tôi được hân hạnh trông thấy cây đào tiên trồng ở ngoài đền giao trì, không rõ sao thổ sang trên cung tiên mà lại lạc xuống trần gian, thứ đào quý ấy không hề kết bạn với loài cây cỏ tầm thường sao chị nở hoa một cách tự nhiên bên cây lan một nơi bóng tối thẹn mình là thư sinh tài kém e bị bậc cao minh che cười có đâu dám điên cuồng mà đường bột gửi lời mối lái đến cửa thần tiên gặp nhau ở dưới rừng lại càng thêm gợi mối sầu nay tôi cả gan muốn được uống say một chén rượu la phù thư sinh đề thơ xong mơ màng như trong giấc mộng muốn vào rừng tìm bạn tri kỷ lại e đường đột bất đắc dĩ chàng ngồi dưới bóng cây bàng hoàng nhìn ra xung quanh mãi đến bóng đã xế chiều mới miễn cưỡng trở về nhà lúc ấy gặp kỳ mưa xuân liên miên mấy ngày cảnh gợi thêm sầu chàng liền nghĩ một bài từ rằng tài hạ giai tình hà hảo nhất phiến tài tình liêu khách não khách não kỹ thời tiêu tương tầm bất pha dao phong hốt khởi vũ hốt chí thâm ta chi xích thành thiên lý vũ bá phong di thái bạc tình xuân sầu liêu tịch hộ thường quân kỷ hội mộng nhiễu đào nguyên lý dục bả thiên kim mãi nhất tình nghĩa là tài tốt đẹp nhường nào tình nồng nàn nhường nào một mảnh tình trêu người xiết bao nỗi buồn của người khi nào tiêu tan hết nghĩ về nhau không sợ xa cách gió thổi bùng lên mưa tuôn sập đến khiến cho cách nhau chỉ tất thước mà hóa ra xa nghìn dặm gió gió mưa mưa luống gợi phiền xuân sầu dằn dặt, cửa gài thiên đạo nguyên chăng chứa lòng mơ tưởng trời tạnh dầu mua chẳng tiếc tiền ngày hôm sau khí trời quang tạnh chàng vừa đi vừa tưởng tượng rằng bài thơ mà ta đề hôm trước có lẽ bị mưa gió làm rách nát, chả biết có được mỹ nhân để mắt đến chăng. Khi thư sinh đến nơi thì hoa đào vẫn tươi tốt, nét mực còn y nguyên, chỉ có mỹ nhân là không thấy tâm hơi đâu cả. Đứng ngâm đọc lại bài thơ của mỹ nhân, lòng thêm ấy nấy, thư sinh lại hòa rằng, vạn chủng tương tư nhật tài, tầm phương nhẫn phụ thử trùng lai, sổ hàng cẩm tự nhân như tại, nhất trận xuân phong hoa chính khai thùy cố trùng mông quân hữu ý khiên kỳ thắt hận ngã vô môi hu ta kỳ ngộ thành ô hữu sầu hải mang mang triếp độ bôi nghĩa là hàng ngày trồng muôn mầm tương tư tìm hoa đâu nở để phủ phàng đến lần thứ hai này vài hàng chữ gấm còn kia tưởng tượng như là gia nhân vẫn ở đó một trận gió xuân đưa đến khiến cho hoa đào mỉm cười đua nở hân hạnh được gia nhân hạ cố phàn nàn cho tiểu sinh sai hẹn không tìm mối manh than ôi duyên kỳ ngộ thành ra không đâu bể sầu mong mên lai láng gửi vào chén rượu thư sinh đề thơ xong ta nghe trong rừng có tiếng nói rằng quân tử lại đến đây à thư sinh trông rõ là tiên chúa mừng rỡ vô cùng đến trước mặt chào nói. Trước kia được mỹ nhân để ý đến, lòng luống cảm động, tự nghĩ tài mọn không xứng đáng, ai ngờ hận tình nhà ý quyến luyến không quên, cho nên kẻ thư sinh này dám cả gan hòa lại, tự nghĩ học trò nghèo, duyên phận mỏng, nay được gặp tiên, chính kẻ thư sinh này cũng không biết kích tu từ bao giờ mà ngày nay có kỳ ngộ này vậy. Thiên Chúa mời thư sinh cùng ngồi lên hoàng đá và nói Thiếp là con nhà quan ở huyện bên kia Cha mẹ mất sớm, nhà cửa tiêu điều Có ý muốn kén chồng, nhưng e nhiều kẻ treo gẹo Vừa rồi tiếp lánh nơi phồn hoa, vào nơi rừng núi Nhận thấy Lan Quân là người nho sĩ phong nhã Cho nên có lòng quyến luyến Nếu quân tử không hẹp hòi câu nệ, kết nghĩa tóc tơ Có lẽ cũng là duyên ước hương lửa ba sinh vậy Thư sinh cả mừng nói, cảm tạ tấm lòng sẽ xin cậy người làm mối. Tiên chúa cười nói, người trưởng phu làm việc không cần câu chấp lễ nghi lạc vặt. Kìa xem nàng văn quân, nàng hồng phất, đời sau cũng chẳng ai chê là trái lễ, mà chỉ khen là biết yêu tài. Thiết với lan quân, trên không có cha mẹ, dưới không có thân thích, tri kỷ gặp nhau, một lời như vàng đá. Cần gì phải mối lái? sướng hòa xong hai người đi thông thả cùng về đến nhà trong mặt trăng đính ướt nhìn lên trời lạy tạ từ đó sắc cầm hòa hợp kính yêu lẫn nhau sinh từ đó quyến luyến nơi xuân khuê biến nhãn chốn cửa tuyết một đêm tiên chúa còn đang ngồi dịch cưỡi sinh nhân lúc đêm trăng ở trường học về nhà liền ngồi xuống trước sân đốt hương cùng uống rượu sinh thừa tử hứng nói sắc thu sáng mặt trăng trong. 28 ngôi sao phân minh, ái khanh, ái khanh, đối với đêm thanh này tính sao? Tiên Chúa nhận thấy sinh có ý lạ lơi, liền nhân lời sinh vừa nói, lấy tên 28 ngôi sao viết thành một bài thơ luật rằng Nữ nhan tùy vị viễn thư phòng, tất bả nguy tâm định chủ trương, lần chấn thất hư phân bích diễm, nguyệt đê mạo giác tá lâu quang liễu văn tinh bỉnh tu tham cứu cơ phó ngưu mau yếu tỉnh tường chỉ thổ quê hàng tranh quỷ đấu vũ môn dực vĩ sấn dương can nghĩa là ai bảo quyến luyến về nữ sắc mà xa lánh phòng đọc sách nên hết sức để tâm vào việc học đừng phóng túng buông tuồng nhờ các ngôi sao sáng chiếu vào vách để làm đèn mượn ánh mặt trăng soi vào lầu để đọc sách phải khảo cứu vào văn chương nên nhận rõ về đạo học. Nhã Ngọc phong Châu tranh chiếm bản vàng, thừa dịp thành niên vượt cửa vũ môn. Sinh nhận thấy thơ của tiên chúa có ý khuyên chàng chăm học, liền họa ngược vần lại rằng Thông ngưu quật tỉnh chí phương can, cơ thủ xâm truyền dĩ tất tường, đậu thất bích đề kinh quỷ đảm, nguy lâu quê vịnh động tinh quang, giác tài thùy vị đi đường liễu, giật mão đa tâm vị hán trương, tu nữ thanh hư ưng chẩn ngã quế chi nguyệt chỉ tống văn phòng nghĩa là nút sau ngưu đào giếng nước chí khí rất hăng hái đạo học truyền lại đã thấu rõ và tỏa tường hết để chữ vào vách làm cho quỷ thần kinh hồn ngâm thơ trên lầu lay động cả đến trăng sao tại không chịu kém liễu tông nguyên đời đường học đã theo kịp trương tử phòng đời hán nàng tiên tố nữ ở nơi thanh vắng nên nghĩ đến ta đêm cành quế ở trên cung trăng vào văn phòng cho ta. Tiên chúa Xen Thơ bảo sinh rằng, đã gọi là nho, học thì phải hành, trước dẫu lấy văn chương tiến thân, sau phải đem tài kinh luân giúp đời. Nếu chỉ đẻo gọt từng câu từng chữ, xính là khoe tài để ăn trộm cái hư danh của nho giả, thì không đáng quý vậy. Sinh ân cần từ tạ nói, tiểu sinh này trước kia tự phụ chút tài nhỏ mọn có ý ngôn nghênh. Nay được nghe lời vằn ngọc xin ghi trong lòng, không dám phóng túng như trước nữa. Tiên chúa nghe lời sinh nói, lấy làm bằng lòng, vợ chồng cùng ngồi trò chuyện vui vẻ, đến khuya mới đi ngủ. Sau đó một năm sinh được một con trai, rất thông minh, lại sang năm sau sinh thi đỗ được bổ vào viện hàng lâm, công việc ít, thường cùng tiên chúa sướng hòa làm vui. Có một đêm về cuối mùa xuân, hai vợ chồng cùng ngồi bên lò đốt hương bỗng nhiên tiên chúa chạy nước mắt khóc xin lấy làm lạ liền hỏi duyên cớ tiên chúa nói thiếp không phải là người nhân gian mà chính là tiên trên thượng giới chỉ vì đánh rơi chén ngọc nên bị đày xuống cõi trần cùng chàng kết làm vợ chồng là do duyên ước từ trước nay trích kỳ đã đủ thiếp phải lên cung tiên nghĩ đến chồng con dẫu đầy lòng thương cảm cũng không làm sao được. Xin nghe nói lòng đau không xiết, không thốt lên lời, hai hàng nước mắt chảy rồng Tiên chúa vội cầm tay chồng không nỡ rời nhau, bỗng chốc tiếng xe loan đã văng vẳng ở ngoài cửa. Chỉ thấy cơn gió thơm thoảng qua, đám mây lành hợp lại, không biết người tiên đã biến đi đâu mất. Sinh từ đó trong lòng sầu cảm, không để ý đến việc quan, Gặp những lúc hoa sớm trăng đêm, chàng miễn cưỡng tựa câu lương gửi tình vào bút mực. Lời ai oán không thể nào kể xiết. Sinh thường tự than rằng, người ta đặt chân vào quan trường, trước là để phò nước giúp dân, sau là để nuôi cha mẹ vợ con. Nay như ta tài hẹn sức mọn, việc nhà lại không chút tơ vương. Vậy thì còn trói buộc trong trường danh lợi làm gì? Chàng bèn dân thư xin cáo quan về làng, làm nhà nơi rừng đào cũ suốt đời không lấy vợ chỉ chăm việc dạy con lúc nhàn hạ gửi hứng vào khói mây thơ rượu mà thôi lại nói về tiên chúa sau khi lên cung tiên đã mãn hạng năm năm công cắn nàng lại nhớ đến duyên ước ba sinh liền tâu với thượng đế rằng xin được giáng xuống cõi trần lần nữa để thỏa nguyện sinh hóa vô thường ngao du tùy thích thượng đế cho y lời tấu tiên chúa liền đem hai cô nương là quế và thị thẳng tới phố cát thuộc thanh hóa địa phương ấy núi non xinh đẹp cây cỏ xanh tươi có suối trong nước chảy suốt ngày đêm có đường lớn đi qua năm bắc tiên chúa thường hiển linh người lành được phúc kẻ ác bị tai vạ thấy thế dân trong vùng sợ hãi cùng nhau lập đền thờ về đời cảnh trị triều đình nghe tin đồn tưởng lạ yêu quái sai quân vũ lâm cùng với thuộc sĩ đến nơi tiểu trừ nào là voi ngựa thiết vang nào là chuông trống khô động người bắn cung kẻ bắn súng như sấm sét người vứt ấn kẻ giáng bùa như gió như mưa trong chốc lát một tòa đền đã biến thành mây khói ngờ đâu oai vua dẫu đáng sợ nhưng phép tiên lại thần diệu hơn sau đó ít lâu cả vùng sinh bệnh dịch lây cả đến loài lục xúc nhân dân địa phương hoảng sợ lập đàn cầu đảo bỗng trong đám đông có một người nhảy ra leo lên đàn ba tầng quát to rằng ta là tiên nữ trên trời hiện thánh xuống trần lũ các ngươi phải xin phép triều đình làm lại đền mới ta sẽ trừ tai cho phúc chuyển vạ làm lành nếu không nghe lời thì một vùng này không ai còn sống sót nữa nhân dân theo như lời thần đã nói cùng kéo nhau đến cửa khuyết kêu xin triều đình cho là thiên liêng và lạ lùng lập tức hạ lệnh cho phép sửa sang làm lại đền mới ở trong núi phố cát sắc phong cho thần mã hoàng công chúa nhân dân nơi ấy cầu phúc đều thấy báo ứng ngay về sau quân nhà vua đi tiểu trừ giặc tiên chúa thượng có công giúp sức triều đình gia tặng là chế thắng hòa diệu đại vương được ghi vào tự điển cho đến nay mọi nhà khắc tượng các nơi làm đền thờ phụng tôn nghiêm kính cẩn khói hương nghi ngút ngàn thu Chú giải Thiên bản Nay là huyện Vũ Bản, Nam Định Thiên hữu Niên hiệu vua Lê Anh Tông Năm 1556 đến năm 1573 Nhạc quân thiều Khúc nhạc trên trời Nghi thường vũ y Điệu múa ở cung tiên Quả đào vương mẫu Quả đào tiên của Tây vương mẫu Lão quân Còn gọi là Thái thượng lão quân Tức là đạo đức thiên tôn Chỉ lão tử Đời hán mạc Trương Đạo Lăng lập đạo giáo Tôn Lão Tử làm tổ sư Ly Châu Ngọc Châu ở dưới hàm con rồng đen Ngũ Lôi thần binh Sư giả Ngũ Lôi có bùa thiên Tương Phi Hai bà Phi vua thuấn khi mất làm thần song tương Tương truyền thường hiện lên Gãy đàn sắc vân hòa rất hay Lộng Ngọc Con gái tầng mục công Trúc Dung thần lửa Tháng Tư đầu mùa hè thần Trúc Dung Giữ mệnh lệnh Đỗ Vũ con cước nam huân gió nam mát mẻ huyền minh thủy thần kinh lễ thiên nguyệt lệnh đầu mùa đông thần huyền minh giữ mệnh lệnh hoa mai dịch tự chữ cô dịch núi cô dịch có nhiều hoa mai quan thư tên một bài thơ trong kinh thi nội dung khen bà hậu phi vợ văn vương có đức tốt đức sánh cùng chồng ngọc lâu lầu ngọc ở trên trời giao trì nơi tiên ở trên trời Cầu Hoàng, đời Hán Tư Mã Tương Như gảy khúc đàn cầm Cầu Hoàng, nàng Trác Văn Quân thông cảm khúc đàn ấy, liền kết duyên vợ chồng với Tương Như. Loan chia hạt lánh, ý nói tình duyên đôi lứa bị dở dang. Mấy khúc ngừng mây, mấy khúc hát hay quá, đến đám mây đang bay ở trên trời cũng phải ngừng lại. Đông Kinh, Hà Nội bây giờ, Trường An đây chỉ chốn đí đu, Đông Đình một hồ lớn ở đất hồ Nam của Trung Quốc, lầu Hoàng Hạc ở huyện Vũ xương tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, lầu Nhạc Dương ở huyện Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, sông Xích Bích ở phía nam huyện Nhạc Dương, núi Xích Bích ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, Thượng Lâm, vườn của nhà vua, học giàu năm xe, bởi chữ ngũ sa thư là nói học được nhiều sách chất đầy năm xe, tượng trưng cho người học rộng. Tài cao bảy thước, bởi chữ thất bộ thành thi đời ngụy tạo thực đi bảy bước đã làm xong bài thơ bồng lai nơi tiên ở phương trượng một ngọn núi ở ngoài bể theo truyền thuyết là nơi tiên ở quánh nhiên phương thốn tục trần vô cái bụng con người gọi là phương thốn cung Quảng, cung quảng hàng ở trên cung trăng lan đình nơi vương hy chi hợp bạn uống rượu Dương Xuân, một khúc hát rất hay của người đời xưa. Tống Ngọc nói, khúc Dương Xuân bạch tuyết không mấy người hòa được. Trương Khiên đợi hán vũ đế, cưỡi thuyền đi khắp các nước nhục chi hung nô, lập công nơi xa xôi, từ trước chưa có gót chân ai đặt đến. Linh tinh là cái giỏ, trâu vàng đầm vụng nước trắng ngời. Xưa truyền rằng có con trâu vàng ở Trung Quốc, lộng sang vùng vẫy thành ra hồ Tây một đôi mắt trắng ngạo người đời mắt trắng đời tấn nguyễn tịch tiếp người hiền bằng con mắt xanh tiếp người xấu bằng con mắt trắng móc hàm rồng kẻ tham châu ngọc câu này răng đời tham mùi phú quý thì sẽ nguy hiểm như là kẻ móc hầm rồng tìm ngọc ôm đầu gối ta chờ sò trai con sò con trai găng nhau trai ngậm mỏ cò không nhả ra người đánh cá vớ được cả đôi sông vị thủy không tin lời bói chu văn vương xem bói tìm được lá vọng câu cá ở vị thủy đem về dùng làm đại tướng bến đạo nguyên mong được trùng lai đời tấn có người làng ở vũ lăng đi đánh cá lạc vào đạo nguyên là nơi tiên cảnh bí thuật quân bình đời hán nghiêm quân bình là người nước thuộc bói rất hay bố theo quẻ kinh dịch đâu suốt vùng trời thứ tư theo nhà phật la thập tức Thôi La Thập ở núi Trường Bạch có mộ một vị phu nhân. Về đời ngụy, Thôi La Thập đi qua chỗ ấy trong khi đêm tối. Vị phu nhân ở trong mộ hiện ra, Thập tặng phu nhân một cái trâm ngọc, phu nhân tặng lại một cái nhẫn ngọc và nói, Mười năm sau sẽ lại trùng phùng. Nói xong biến mất. Tăng Nhụ, tức Ngưu Tăng Nhụ đời đường Mục Tông, ông làm đến chức tệ tướng. Có soạn bộ sách U Quái Lục Hoàng Tuyên Vũ đi đánh phương Bắc, gọi viên hổ thảo tờ hịch. Viên hổ đứng tựa vào mình ngựa thảo xong ngay, văn viết rất hay. Thế tuyết, phan nhạc, tuổi trẻ người đẹp, mỗi khi đi ra đường, các cô gái đua nhau ném quả vào nhạc, tỏ ý yêu mến. Tấn thư, gió đông, gió ấm mùa xuân từ phương đông tới. Tố nữ, tên một thần nữ, theo sự ký, trời sai tố nữ gãy đàn sắc 50 giây tiếng rất bi ai, trời ngăn không được liền phá đàn sắc ấy, chỉ để lại 25 giây. Phong di, thần gió, đây ý nói nhờ sức gió đưa đi để làm môi giới. Chén đồng, chén rượu hẹn ước, tử người dưới nguyệt chén đồng, tinh sương luống những rầy trong mai chờ. Truyện kiều Di An, tinh hiệu của Lý Thanh Chiếu, vợ Triệu Minh Thành, nàng có tài thơ văn, nổi tiếng về từ ở đời tống thục chân tức chu thủ chân ở tiền đường trung quốc nàng rất giỏi về thơ và từ là tác giả của đoạn trường thập đời tống văn quân tức trác văn quân vì cảm tiếng đàn của tư mã tương như nàng đã đi theo kết làm vợ chồng hán sử hồng phất tên là ứng trần kỵ nữ của dương tố một hôm khi lý tỉnh vào ý kiến dương tố nàng đang cầm cái phất trần đỏ đứng hầu nhận biết tỉnh là người có tài đang đêm trốn đến nhà trọ của tỉnh nói thiếp là kẻ cầm phất trần đỏ buổi sáng đây liền kết làm vợ chồng đường sử cửa tuyết tuyết môn đời tống chương thị đến học trình di gặp mùa đông tuyết lạnh rơi thì vẫn đứng hầu thầy bất chấp rét buốt ái khanh tiếng vợ chồng thân mật gọi nhau Vũ Môn, còn gọi là Long Môn ở vào địa giới hai tỉnh Thiểm Tây Sơn Tây, hai bên bờ sông Hoàng Hà. Ngày xưa Vũ Đại Vũ đào nơi này, người sau vì thế gọi là Vũ Môn, tức cửa Vũ. Theo Tam Tần Ký, hàng năm cứ đến tháng 8, các cá chép lớn tụ cả dưới Long Môn, con nào nhảy qua được cửa ấy thì khóa thành rồng. Đời sau viết người đi thi như cá vượt cửa Vũ Môn. Cảnh trị năm 1663 đến năm 1671, niên hiệu của Lê Huyền Tông